Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Trước mắt anh em đó là một nhân vật tên Đông Tà. Đúng là như vậy rồi anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ có một trận tâm ma với anh Đông Tà tại server S512. Anh Đông Tà hay còn gọi với nickname Facebook đó chính là Mãi Hiền Di Động. Rồi bây giờ chúng ta đang chờ những con rính đầu tiên xuất hiện. Có lính hay không anh em ạ? Như vậy là không có lính rồi. Mình nói cho một số anh em nào chúng ta chưa biết lính xuất hiện ở những giây nào thì có nghĩa là trong tâm ma nó sẽ xuất hiện ở cái giây 30 nè. Ví dụ như 4 phút 30 giây, 3 phút 30 giây. Đó, những cái giây đó thì lính nó sẽ reset lại để cho anh em một số ô sẽ có lính, một số ô sẽ không có lính nha. Anh em cần nắm cái mốc thời gian này để chúng ta kiếm lính và chúng ta farm hồi máu. Và với cái việc không có lính đầu tiên như vậy thì chúng ta cần phải di chuyển để tiếp tục đi chết map. Tại vì sao mình phải di chuyển anh em? Tại vì anh em chờ đợt lính thứ hai tiếp theo thì nó có thể kéo dài cả phút. Và biết đâu đợt lính tiếp theo anh em farm không có đồ hoặc là không xuất hiện lính tại khu vực của mình, thì lúc đó mình đã tốn một cái khoảng thời gian rất nhiều rồi nha. Bắt buộc là mình phải di chuyển để chúng ta kiếm tài nguyên. Và các thành viên của mình đã di chuyển về khu vực sổ chính rồi. Có team gì đây? Đó là một huyền thủy, một thiền sơn. Rồi đánh loạn quá trời luôn, không biết còn con gì trong đó nữa. Nhưng mà chúng ta với sự hỗ trợ của hai môn phái hệ thổ đã kết thúc rất nhanh đội hình ở đây. Như vậy là những thành viên ở khu vực này không có máu rồi. Trường ca chúng ta đang nhặt được một quyển bí kíp sơ. Rồi cố gắng ôm farm hồi máu anh em ạ. Rồi thôi tranh thủ hồi máu. Một bí kíp pha ke rồi bà con ơi. Trời ơi bà Trường ca, mình thấy bà nhặt quyển bí kíp sơ rồi búp lên cái hồi không được bao nhiêu máu luôn. Quả đèn. Đó đó đó, bí kíp trùng, rất thơm. Bây giờ thiên vương chúng ta đã nhặt được bí kíp. Và có lẽ anh em cần phải chết sim boss ở đâu anh em ạ. Bây giờ thì con boss đã ra được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Nếu như có một team nào đó họ ở ngay khu vực boss thì có lẽ là sẽ có những giao tranh tại khu vực boss. Vẫn không có đồ và con boss khá là gần với chúng ta. Bây giờ các thành viên mình bắt đầu di chuyển về khu vực có boss. Có chấm đỏ, rồi. Một huyền thủy, một cung lôn. Hiện tại là võ đan chúng ta đang bị cấu khá nhiều máu. Thiên vương đã xoay được chị rồi. Cố gắng kết thúc con cung lôn anh em ơi. Con này khá nguy hiểm, như vậy là chúng ta đã kết thúc được huyền thủy. À không, con thiên sơn, nhầm. Trời ơi, nhìn con thiên sơn mà nói ra con huyền thủy. Vẫn còn một thiên nhẫn anh em ạ. Trời ơi, tình huống cực kỳ căng. Rồi, tranh thủ có thuẫn trường ca, chúng ta hồi máu. Tiếp tục là một cái thuẫn xì ke nữa. Mình thấy rõ ràng trường ca đã nhặt được một quyển bí kíp sơ mà anh em ạ. Bây giờ trường ca có lẽ sẽ nâng lên quyển bí kíp trung. Đó, vừa nâng lên bí kíp trung là ói ra bí kíp sơ liền, trời ơi. Như vậy anh em thấy là chúng ta vẫn chưa kiểm soát được cái con boss đầu tiên. Nhưng mà hiện tại thì các thành viên của mình đã có được các loại tài nguyên và con boss đầu tiên vẫn chưa có team nào ăn luôn anh em ơi. Boss thủ lĩnh thứ hai đã xuất hiện rồi. Bây giờ các thành viên chúng ta đã có được một số trang bị nhất định. Trường ca và thiên vương đã có cho mình hai quyển bí kíp trung. Và võ đan hiện tại đang có cho mình đó chính là một cái cường hóa trang bị trung và cả một quyển bí kíp trung anh em ạ. Một team gồm có thiếu lâm tàn kiếm, wow, lăng xả, wow, ba con hệ kim, có cả dương môn ở đây nữa. Thêm một con võ đan chạy lạc và chúng ta đã kết thúc được ba thành viên team đời bạn. Rất may mắn là chúng ta không mất quá nhiều máu cho pha giao tranh vừa rồi. Bây giờ các thành viên của mình đang cố gắng chết rương của những nhân vật treo tại khu vực số 14. Đó, anh em thấy chưa, võ đan đã ship về cho chúng ta một cái cường hóa trang bị sơ. Chúng ta vẫn rất từ từ nha anh em ơi, bởi vì con boss thủ lĩnh nằm khá là xa với đội hình của mình. Và bây giờ bản đồ tâm ma vẫn còn 18 đội. Rồi còn vài giây nữa lính nó mất tiêu anh ơi, xoay trụy các kiểu con đà điểu. Chưa kịp xoay nữa là lính đã mất anh em ạ. Ở cái 30 giây cuối cùng của một vòng đấu thì lính sẽ mất nha anh em ơi. Anh em chú ý vấn đề đó nha. Nhưng không sao, thiên vương chúng ta có khả năng búp kim chung tráo để anh em có thể hồi được máu cho bản thân của mình. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt trong khu an toàn. Anh em thấy là nãy giờ chúng ta chưa có những pha giao tranh nào gọi là gây cấn đúng không? Hãy chờ xem. Trận tâm ma mới chỉ bắt đầu thôi anh em ơi.
Và bây giờ chúng ta đang án binh bất động tại khu vực số 16. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 22 và ở bên này đang khá là trống. Anh em Quýnh Tâm Ma mình nhớ liếc cái con mắt về bản đồ nhỏ nha anh em ơi. Giống như là anh em Quýnh Liên Quân đó, mình hay kiểm soát cái bản đồ nhỏ. Chấm đỏ phía trên rồi. Như vậy đội bạn đã tiếp tục di chuyển về phía trên và chúng ta đang đuổi theo có một thần cơ. Anh em thấy không, thần cơ đi đâu để lại dấu vết liền anh em ơi. Đây nè, kèo thần cơ Long Tước. Rồi còn gì nữa, tiếp tục xoay rất nhiều ở đây. Và thần cơ lên bảy điểm số, làm sao chịu nổi. Có một Dương Môn đã lên bảy điểm số luôn rồi anh em ơi. Long Tước vẫn lướt, không thèm chạy. Như vậy Long Tước đã bị khống chế rồi. Và Thiên Vương chúng ta đã mất 7x. Bây giờ chúng ta tiếp tục thu gom chiến lợi phẩm. Tình huống này đang rất là nguy hiểm cho đội hình của mình, bởi vì chúng ta đang bị yếu máu mà nhỡ như có một team nào đó nó chạy sang, nó lướt nhẹ qua anh em cái là thôi sặc máu nha anh em ơi. Bây giờ chỉ còn vài giây nữa thì lính mới xuất hiện, nhưng mà lính đã xuất hiện nãy giờ thêm một đợt rồi anh em ạ. Chúng ta có thể di chuyển sang các ô khác để anh em tìm lính chúng ta hồi máu nha. Rồi Trường Ca bật thuẫn và chúng ta farm hồi máu. Bây giờ mình mới thấy ra thuẫn này có tác dụng anh em ạ. Wow, một con lính farm đã cho chúng ta được một quyển bí kíp cao, quá thơm. Bây giờ chúng ta tiếp tục hồi máu và mình thấy hình như là ảo tưởng mở rồi đúng không anh em ơi. Bản đồ anh em mở nhanh quá, mình không kịp nhìn thấy luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ các thành viên của mình, vâng, ảo tưởng vẫn chưa được mở. Wow. Thật ra thì cái ảo tưởng đó nếu mà anh em có một cái viên hồi phục máu chúng ta hoàn toàn có thể mở được nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ chờ đợi con boss, chỉ còn khoảng vài giây nữa là boss xuất hiện. Tầm này là chắc chắn đội hình của mình sẽ ăn boss rồi, bởi vì team chúng ta đã đủ đồ. Cũng chưa đủ lắm nhưng mà đủ đồ để chơi anh em ơi. Vài giây nữa thôi và con boss thu lĩnh ngay phía trên chúng ta. Đây rồi, đó là một cung lôn. Wow, chúng ta chỉ còn có 5 đội trong bản đồ tâm ma này. Một tiêu dao, thì vườn chúng ta đang xoay trì rồi. Như vậy tiêu dao đã không thể nào thoát khỏi cái chiêu xoay trì của Thiên Vương. Anh em chú ý nha, cung lôn vẫn còn nha. Chúng ta có hai cái ẩn thần ở đây và Trường Ca đã di chuyển về, có team ăn boss rồi anh em ạ. Đó chính là một tiêu dao, một Dương Môn và một Trường Ca. Hiện tại võ đan chúng ta đã bị khống chế, nhưng Thiên Vương đã bật bá vương nộ hỏng khống chế lại các thành viên từ đội bạn. Tiếp tục là pha phản kèo cực gắt từ đội hình của chúng ta, dường như là tiêu dao đã cắn ẩn thân. Như vậy Dương Môn một bạch máu không lên ngựa ăn boss mà vẫn còn ngự không, thì kết quả anh em đã rõ. Anh em thấy không, nhiều lúc mình đến sau mà đến đúng thời điểm vẫn rất có ưu thế nha anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thu thập các chiến lợi phẩm sau khi xử lý được team tại khu vực boss. Thiên Vương, một cái bá vương rất chuẩn xác luôn. Và Thiên Vương, wow, Thiên Vương mất 7x luôn anh em ơi. Quá đen cho Thiên Vương nha. Như vậy chúng ta còn 3 đội trong bản đồ tâm ma này. Vẫn còn một cung lôn ở đây. Tiêu dao xuất hiện, Trường Ca xuất hiện và Trường Ca đang bị khống chế rồi. Xong ông nội tiêu dao ông lóc lên xong rồi ông chạy ông bỏ Trường Ca anh em ơi. Như vậy là Trường Ca cũng đã bị kết thúc. Còn cái team này vẫn còn nhây anh em ạ. Đây là team Dương Môn, tiêu dao và Trường Ca lúc nãy. Boss thủ lĩnh thứ hai cũng đã xuất hiện rồi. Bây giờ chúng ta đang cấu thể với 3 thành viên. Và dường như trong bản đồ tâm ma này chúng ta chỉ còn một tiêu dao và một cung lôn thôi anh em ơi. Chắc chắn là mình sẽ di chuyển về boss thật nhanh. Trường Ca đang bị bắt, đang bị yếu máu, thì vừa chúng ta đã phát hiện được điều đó và quay trở lại để hỗ trợ Trường Ca anh em à.
Tiếp tục bật xoay chơi, Tiêu Dao đang bị mất né rồi. Tiêu Dao kinh công và Tiêu Dao có lên ngựa được không? Tiêu Dao đã cắn ẩn thân rất nhanh. Như vậy là Tiêu Dao đã thoát thành công. Rồi, còn 30 giây và chúng ta chắc chắn sẽ xử lý được con boss thủ lĩnh này. Cẩn thận anh em ơi, Tiêu Dao rất máu. Bây giờ đội hình bên kia chỉ có thể đổi về các môn phái như là Minh Giáo thì anh em mới có thể lật kèo được với đội hình chúng ta. Tiêu Dao lao vào rồi, một phát lướt, một phát lóc, nhấc bổng được cả ba thành viên chúng ta, một cái thất thảm và kết thúc con boss một viên đá hồi sinh kìa anh em ạ. Nhưng mà Tiêu Dao có chạy được hay không? Rất tiếc là Tiêu Dao đã lên 7 điểm số, nhưng mà Tiêu Dao có đá hồi sinh, phải nói là Tiêu Dao quá hay. Anh em thấy là Tiêu Dao đã có một combo rất chuẩn về đội hình của mình. Rất tuyệt vời luôn anh em ơi. Bây giờ các thành viên chúng ta sẽ đi tiếp tục chết đồ để chuẩn bị cho vòng số 3. Vòng số 3 chúng ta sẽ có một Tiêu Dao với một cùng lôn. Không biết là Tiêu Dao còn viên đá hồi sinh nào hay không nha. Nếu như mà Tiêu Dao còn đá hồi sinh thì chắc chắn kèo này sẽ rất vất vả cho hai môn phái hệ thổ của chúng ta. Bí kíp cao kìa anh ơi, đúng rồi. Không biết là team chúng ta có quyết định đổi phái hay không anh em. Có ngũ độc kìa, anh em có thể đổi về ngũ độc cũng được nha. Bởi vì ngũ độc chúng ta sẽ cứng cáp hơn. Chúng ta có cái thuẫn Tiêu Dao không thể nào kết thúc được anh em trong một combo. Và có lẽ là team chúng ta quyết định chơi các môn phái cũ luôn anh em ạ. Đó là Võ Đan, Trường Ca và Thiên Vương. Bây giờ anh em bắt đầu truy đuổi, có một chấm đỏ trên bản đồ. Wow, Dương Môn, không biết môn phái nào đã chuyển về Dương Môn. Rồi chạy đâu bé ơi. Như vậy mà Dương Môn vẫn thoát được anh em ạ. Cắn ẩn thân rất lẹ. Ảo tượng đã được mở rồi. Một sai lầm của team chúng ta khi đang đánh nhau với Dương Môn. Như vậy anh em thấy là ảo tượng đã được mở thành công. Chắc chắn Tiêu Dao đã nhặt được rất nhiều đồ trong cái ảo tượng này. Và nhỡ như có những viên đá hồi sinh thì chắc chắn đây là một kèo Katama cực kỳ khó cho anh em. Bá đao luôn. Wow, Dương Môn này chơi rất lớn anh em ơi. Đó chính là Dương Môn. Cùng luôn đã đổi sang Dương Môn. Từ Dương Môn đổi sang bá đao. Bá đao hoàn toàn có khả năng lật kèo được nha anh em ạ. Với điều kiện là chúng ta sẽ khống chế được, bởi vì bá đao nó sẽ có được cái khả năng miễn tử sau lưng chúng ta đây rồi. Một phát nhất kích không khống chế được. Và như vậy bá đao đã mất 7x luôn. Trời ơi nó đen cực kỳ. Tiêu Dao đã lóc được các thành viên chúng ta rồi anh em ạ. Nhưng có lẽ là chúng ta vẫn rất trâu. Một cái thất thám của Tiêu Dao không thể nào kết thúc được cả ba thành viên mình. Bây giờ Thiên Vương đã cắn ẩn thân. Tiêu Dao đã cắn hồi máu, một phát nhất kích và Tiêu Dao lại mất né. Tiếp tục nhất kích và không khống chế được Tiêu Dao. Boss thủ lĩnh đã xuất hiện rồi, bây giờ team chúng ta có ăn boss hay không? Như vậy mình thấy là Võ Đan chúng ta đã đổi sang Dương Môn rồi, kèo này Tiêu Dao bít cửa anh em ơi. Anh em thấy là Tiêu Dao bên đó đánh khá là hay. Liên tục có những combo rất chuẩn xác về đội hình chúng ta. Nếu như mà team của Tiêu Dao còn sống thì có lẽ đó là một đối thủ rất mạnh cho team của mình. Rồi rất nhanh chóng và họ đã đổi sang cung luôn rồi anh em ơi. Lướt lóc kéo các kiểu lao vào lóc. Wow, và một phát bá vương kết thúc được cung luôn. Và chắc chắn cung luôn có đá hồi sinh. Rồi, xử lý con boss luôn anh ơi. Ôi, chạy luôn, rượt theo luôn anh em, hộ báo cực kỳ. Kìa, có năm độc, kìa có ai suy nghĩ đổi về năm độc hay không? Chơi cũng luôn khô máu. Tiếp tục đổi về Tiêu Dao và hiện tại chúng ta đã biết được điều đó, khống chế xoay chùy.
Phải nói là trận này hấp dẫn cực kỳ với những pha giao tranh liên tục. Lock lên. Anh em thấy là Tiêu Dao rất bình tĩnh với những pha lock. Và lần này Tiêu Dao có chạy được không? Đã lên nè và Tiêu Dao lại tiếp tục lên bài điểm số. Tiếp tục có đã hồi sinh anh em à. Rất hộ bảo, rất quyết liệt. Và cuối cùng Tiêu Dao đã kết thúc được Trường Ca, nhưng Trường Ca chúng ta cũng đã có đá hồi sinh và Thiên Vương đã kết thúc được Tiêu Dao. Phải nói là trận tâm ma cực kỳ căng thẳng. Chỉ có một Tiêu Dao thôi đã hành đội hình của mình khá là nhiều anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.